ổn quá, kia cậu nghỉ học. Hôm kia mình nghỉ học vì mẹ mình đang giặt đồ, mình không có đồ để đi học. Hổng quá. Còn hôm qua thì mình có đi học mà mình đi giữa đường mình quay về. Tại sao vậy? Tại vì mình đi qua nhà cô giáo, mình thấy cô giáo đang phơi đồ, mình nghĩ cô giáo cũng sẽ không có đồ để dạy. Bạn Quy, bạn Quy, có chuyện gì vậy bạn? Bạn muốn chữa bệnh nó cùng. Giờ là sao đây? Bạn muốn chữa bệnh nó cùng hả? Chỉ mới sang thôi.